Ngày 22 tháng 7, trên TikTok xuất hiện clip quay một cô gái thản nhiên ngồi trên băng chuyển hành lý tại sân bay, trong khi các hành khách khác đang chờ lấy hành lý. Đoạn clip này nhanh chóng được lan truyền, nhiều cư dân mạng bày tỏ không đồng tình và chỉ trích hành động của cô gái. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết hành vi của cô gái trong clip là cố tình vi phạm các quy định về an ninh, an toàn tại nhà ga hàng không. Hành khách vô tình, không biết việc mình làm là vi phạm quy định là chuyện khác. Nhưng ngồi lên băng chuyển hành lý để quay clip là hành vi cố tình. Nếu biết quy định không được ngồi lên băng chuyển hành lý mà cố tình thực hiện thì hành vi này mang tính chất gây rối nên thuộc hành vi có thể xem xét cấm bay, ông Thắng giải thích. Ông cũng cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh thời điểm nơi xảy ra sự việc cô gái ngồi trên băng chuyển hành lý quay clip để có biện pháp xử lý. Ngay trong tối ngày 22 tháng 7, Cảng vụ Hàng không miền Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đang vào cuộc xác minh vị trí, thời gian cô gái có hành động mất an toàn trên và sẽ có hướng xử lý nghiêm. Theo quy trình khai thác và tại các băng chuyền đều có dán cảnh báo về tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất cũng có quy định bảo quản. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một đại diện đơn vị hàng không đánh giá đây là hành động mất an toàn, gây nguy hiểm và hư hại trang thiết bị tại cảng. Vị này cho biết, băng chuyền di chuyển hành lý, phía là máy móc. Nếu không may xảy ra chuyện lột xuống, hậu quả sẽ nghiêm trọng, chưa kể hư hỏng trang thiết bị tại cảng. Theo clip lan truyền, rất có thể đây là băng chuyền tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi đang trong quá trình xác minh thời điểm diễn ra vụ việc, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam nói. Trước đó, một số bạn trẻ cũng bị dư luận chỉ trích khi có những hành vi gây mất an toàn bay chỉ vì muốn quay clip đăng TikTok.